mời các bạn ăn nha. Ở quê này không có gì ngoài mấy cái món dân giả đó các bạn ơi. Ruột ruột không á. Chủ nấu món ruột anh không à? Ruột xào với thơm nó ngon chứ. Lại thử cái lươn coi. Món này hồi nãy anh chúc cho con anh ăn cơm nó mê luôn. Ngon quá luôn. Tím à. Ốc tím mà sao nó cũng hơi lai lai thôi. Cày ở trong mát hay sao chứ? Ở mát. Ok. Ruột men. Lâu rồi không ăn men với xào thịt xào nè. Không, món, ngon. Món rút có nhậu anh đừng đập á mãi đỉnh á ơi món mặn mày sao rút xào chua ngọt á cái món mặn xào có dầu dầu nhiều ăn ngon thường mấy món mặn á mặn mắm dọc luôn với mỡ rồi. Em thử lương không anh em nhiều món ngon quá biết ăn món gì ông lương chắc không phải món rút với món mặn nè ngon ngon món ăn độc hiền ngon luôn ăn cơm con này cà pháo cơm đây kiểu ăn đừng hôn cơm ấy bà tính là đầu bếp Vũ âm thật hết gia đình nên đứa thấy bao nhiêu tiền nấu anh Vũ ok đầu đây đầu trong tủ lạnh đấy đó không biết bao nhiêu tiền tính miếng rút gì à tao miếng rút ngon lắm tao ăn rồi